Kính thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện, chúng ta có một câu chuyện về vấn đề người tàu. Bao giờ cũng là người tàu. Tại sao vậy? Không phải chúng ta diệt cộng hay là chống cộng hay là ghét cộng, no. Nhưng mà chúng ta phải công nhận một điều rằng cộng sản là một hỏa ngục, là một địa ngục của loài người. Tại sao vậy? Cho nên bây giờ quý vị thấy 39 người chết bên Anh Quốc đều là người Việt Nam, mà lại đẻ ở cái vùng của Hồ Chí Minh, ở Nghệ An. Vì nhờ cái chỗ đẻ phòng thành phố Hồ Chí Minh, của cái Hồ Chí Minh ở Nghệ An, cho nên được nhiều ưu đãi, tham nhũng, hủ hóa, tiền bạc của cán bộ xài không hết. Tại sao chúng ta biết như thế? Là vì 39 thanh nam, thanh nữ ở chết trong cái xe đông lạnh đó đều là con của cán ngố ở Nghệ An. Và báo chí đều tìm ra những cậu bé, những cô bé này đều là con nhà giàu. Đi xe hạng sang, xài tiền như nước, qua Mỹ du học, đi du lịch, toàn lên Las Vegas đánh bạc để mà khoe của. Tức là không phải người nghèo. Thế thì quý vị sẽ hỏi một câu, tại sao nó giàu như thế mà là nó để bỏ tiền nó cho con nó qua để chết ở bên Anh Quốc trong cái thùng đông lạnh? Là vì ở Việt Nam hay là ở cộng sản nào đi nữa cũng đều là địa ngục của trần gian. Không phải Dương Đại Hải nói không? Donald Trump. Mà Donald Trump nói cũng chưa đúng. Cái sự kiện chết 39 đứa này là một cái bằng chứng. Mà trước đó thì cũng hàng chục, hàng trăm người khác chết trong những cái chuyến xe chở hàng từ bên Đông Âu, Bulgari về Anh Quốc, về Pháp. Và giờ này ở trong cái rừng, cánh rừng gọi là vùng Calais, tức là biên giới của Pháp qua bên đường hầm qua bên Anh Quốc, vẫn còn hàng nghìn người chứ không phải hàng trăm người, con cháu của cán ngố có nhiều tiền đang luẩn quẩn để được chờ những chuyến xe chở lậu vào Anh Quốc. Đến để cho quý vị cũng thắc mắc, tại sao người nào ở bên cộng sản cũng đều vào Anh, đều vào Mỹ? Là vì đơn giản, thiên đàng. Đấy, câu chuyện chúng tôi đang tiếp tục kể. Ngày hôm tối Chủ nhật, cơ quan an ninh về di trú của vùng San Mateo, tức là vùng gần Bắc Cali, ở biển, đã bắt được một chiếc tàu chở di dân lậu. Và khi mà tuần duyên của Mỹ khám phá ra, thì tất cả 13 người ở trên chiếc tàu di dân lậu để chạy bùa vào trong, lên bờ, rồi chạy vào những cái khu, những xóm. Cuối cùng 9 tên bị bắt, còn 4 tên vẫn tại đảo. Và 9 tên bị bắt này thì hết 7 tên là tàu phù. Thì không biết là tàu phù hay là Việt Nam mà mang quốc tịch tàu hay là mang giấy tờ tàu. Cũng giống như 39 tên mà nó chết trong cái xe đông lạnh đó đều là người Việt mà nó mang giấy tờ tàu vì tàu nó buôn lậu. Quý vị biết rằng là tàu nó buôn người nó lợi hơn là Việt Nam, vì từ tàu có thể đi vòng qua bên Âu Châu, rồi đi qua Bulgari, rồi qua bên Đức, rồi qua bên Hung, rồi từ đó mới vào Pháp và đi qua bên Anh Quốc được. Cho nên những tụ buôn người tàu, buôn người của bọn tàu này, nó phải dùng cái đường lối là passport của tàu, hồ sơ giả. Thế thì trong 6 người bị bắt này, 7 người bị bắt này đều là người tàu. Còn 2 người thì trong đó có một tên là thuyền trưởng, xưng là thuyền trưởng captain. Còn một tên nữa là nói chung mễ. Thì coi như là hai tên này, mễ này nó chở thuê cho 7 anh tàu phù để đi vùng vào Cali, ập vào San Mateo. Và trước đó 2 ngày, tuần duyên cũng bắt được một chiếc tàu khác, cũng chở vài tên tàu, và trên đó còn chở thêm 6 tấn marijuana. Nói tóm lại, Hoa Kỳ hay là Anh Quốc đều là thiên đàng của trần gian. Bắc Kinh, cộng sản tàu hay là cộng sản Lào hay là cộng sản Campuchia đều là địa ngục của trần gian.
Bằng chứng là những người có tiền có bạc vẫn phải bỏ nước ra đi để mà tìm thấy thiên đàng của hạ giới, đó là Hoa Kỳ. Cho nên 1000 lời tuyên truyền của Tàu Cộng, của Cộng sản Đông Dương, đó là cái chuyện làm cò mồi cho cái chuyện vấn đề buôn người của bên Tàu cũng như là của thế giới. Và bây giờ có nhiều tin mới là Cộng sản Việt Nam đã bắt giữ 4-5 tên buôn lậu, cái số 39 người này, thì đấy cũng chẳng qua là một cái trò hề, nói ra thì mất lòng. Nếu không xảy ra vụ 39 người này thì không ai bị bắt cả. Mà nếu dù có bị bắt đi nữa, nó cũng lại là một cái chuyện ăn đồng chia đều. Cộng sản Tàu hay là cộng sản thế giới, nó có một cái hay như vậy. Thủ trưởng chơi nước nhất, quản lý chơi nước nhì, trợ lý chơi nước ba. Đó là câu chuyện của những người con gái mà bị những tên cán ngố hãm hiếp. Hồ Chí Minh chơi Nồng Thị Xuân nước 1, Trần Hoàn chơi Nồng Thị Xuân nước 2, tài xế chơi Nồng Thị Xuân nước 3 đem đi giết, ăn đồng chia đều. Cho nên lắm người bảo tại sao Cộng sản nó không có đảo tránh, nó không có chỉnh lý như quốc gia, là vì Cộng sản nó đã bảo nhau lớn ăn trước bé ăn sau. Còn người quốc gia thì lại khôn hơn, lớn ăn mà bé nhịn. Bởi vậy cho nên nó mới bất mãn và nó giết nhau. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa, đó là bản tin Putin. Từ lâu nay quý vị thường nghe Dương Đại Hải nói rằng da trắng bao giờ cũng là đền anh. Và bây giờ có bằng chứng. Tổng thống Donald Trump vừa bị Tàu Cộng tố giác là thông đồng với Nga để mà tiêu diệt Tàu Cộng trong cái vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa. Thế thì cái chuyện này chưa đáng kể. Và Tàu Cộng còn tố là Nga hợp tác với Mỹ để mà diệt khủng bố. Bởi vậy nó mới cho tiền cái bọn dân chủ ở đây chửi Donald Trump, nói rằng là giết khủng bố không có gì hay. Những cái tên mà tội lỗi cộng sản này, nó dùng nhà Phật ra để mà nó chửi Donald Trump. Nó bảo đã giết người thì dù người loại gì đi nữa cũng không phải là một chuyện vui. Và Donald Trump là một cái tên đồ tể, nhờ được Putin quay 180 độ ủng hộ, cho nên Donald Trump mới giết được cái tên khủng bố Abadi. Và đây là một cái sự kiện Tàu Cộng bây giờ bắt đầu thấu cái. Là vì quý vị nhớ Tập Cận Bình đã nhiều lần, năm tháng trước, đã có những cái cuộc qua thăm xã giao Âu Châu, qua thăm Pháp, qua thăm Anh và qua thăm Đức để mà mua chuộc chống lại Hoa Kỳ. Là vì lúc bây giờ Hoa Kỳ đưa ra cái chương trình phạt Tàu Cộng hai điều. Thứ nhất, áp dụng cái chính sách 25% thuế khóa. Thứ hai, tiêu diệt GTE và Huawei. Phạt GTE lên đến 1.800 triệu đô la vì làm ăn lươn lẹo và lưu manh, ăn cắp tài sản trí tuệ và áp bức đối với các công ty Mỹ ở Tàu Cộng. Huawei bị bắt luôn tên giám đốc tài chính vì cái tên này đã giả chữ ký lập 3-4 công ty bé làm ăn lươn lẹo với Iran, đi vòng cửa sau mua hàng của Mỹ bán lại cho Iran để lấy lời. Và tên này vẫn bị bắt và giờ này còn nhốt quản thúc ở Canada từ ngày mùng 1 tháng 12 năm 2018 đến bây giờ, gần 2 năm trời. Thế thì Tàu Cộng muốn tạo vê cánh với Âu Châu để áp lực với Mỹ. Nhưng mà cuối cùng, trong cái hội nghị G7 vừa qua, toàn thể Âu Châu ủng hộ Donald Trump, là một cái tát vào mặt Tập Cận Bình và cho những anh tàu da vàng. Không hiểu được cuộc đời, muôn đời da trắng vẫn là đàn anh, và da vàng chỉ làm đầy tớ da trắng, dù có đến 1.000 tỷ đô la như là Tập Cận Bình bây giờ. Hôm nay là một lần nữa bằng chứng cho thấy da trắng bao giờ cũng bảo vệ nhau. Putin đã hợp tác với Donald Trump
khi ông Donald Trump tuyên bố, chúng tôi đã phải thông báo cho nước Nga biết rằng sẽ có tàu bay của Mỹ bay qua cái vùng không phận của Nga đang chiếm đóng ở Syria, để chúng tôi có cuộc hành quân mà không nói rõ là đi bắt thủ lãnh của ISIS. Bởi vậy, mụ già Nancy Pelosi mới kết tội Donald Trump thông đồng với Nga mà qua mặt Quốc hội Mỹ vì không được thông báo. Đến bây giờ, mọi người mới biết rằng Nga bao giờ cũng đứng sau lưng Donald Trump. Bởi vậy, tàu cộng từ chết cho đến chết là như thế. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin cảm ơn quý vị tạm dừng vài phút. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.